Phạm Hiếu bán đất vườn xin chào tất cả các anh chị em cô chú. Sáng hôm nay là ngày 2 của tháng 5 năm 2021. Phạm Hiếu đang có mặt tại ấp 1 của xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Mặt tiền view sông Vàm Cỏ Đông rất là đẹp nghe các anh chị em cô chú. Thì hiện giờ Hiếu đang đứng trên cái bờ đê của sông Vàm Cỏ Đông rất là đẹp. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Và ở phía bên kia là Hòa Khánh của Đức Hòa nghe các anh chị em cô chú. Thì mặt tiền sông rất là đẹp luôn. Cái đây là cái biển ở phía trước nè anh em thấy không? Cái này mình có thể cắt một cái nhà lá mát để nghỉ dưỡng rất là đẹp luôn. Và nước sông thì rất là miên man và trong lành, thoáng mát. Và đất này thì sát bên chợ Bình Hòa Nam cũng như trường mầm non cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế, giáp ganh với đường N1 về N2 qua công ty Hoàng Cầu cũng như Thịnh Phát. Rất là tiện lợi, rất là gần luôn nha các anh chị em. Và trở lại ngã tư của Thành Lợi, chợ Thành Lợi, quốc lộ N2, tỉnh lộ 86 thì khoảng 4 cây rưỡi số thôi. Và về thị trấn Đức Hòa thì mất khoảng 10 cây số nghe các anh chị em cô chú. Thì đây, miếng đất này là mặt tiền của hai cái mặt tiền. Mặt tiền đường ở trên đây là mặt tiền đường này là đường khoảng, Hiếu đoán khoảng 8 mét. Và trừ cái biển ra ngoài khoảng 10 mét mét nữa. Rất là rộng lớn. Và sông thì miên man rồi. Và điện đùng ở đây thì đã có nghe các anh chị em cô chú dây điện rất là to luôn trong cái đất này. Và đất này thì hiện giờ rất là gò nha. Nhưng mà do người ta làm lúa, đất thì trên sổ là đất vườn. Đất vườn anh em làm lúa cho nên người ta mới nông nước vô cài để người ta xả lúa. Và cái miếng đất này chủ nhân đang nhờ Phạm Hiếu ghi hình để bán cho các anh em lập nhà vườn hay đầu tư nghỉ dưỡng view sông mát mẻ trong lành. Và ở đây thì nhà dân anh em thấy không, nhà vườn dân ở trong đó rất là đông luôn anh em ơi. Điện đùng nước nôi thì đầy đủ trong đất có sẵn hết rồi nha các anh chị em cô chú. Và đây là mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông. Thì từ ở phía này cây trụ này đó anh em thấy không, cái trụ bê tông có cầm sẵn rồi, bước qua cái trụ bê tông bên đây là cũng có cầm sẵn rồi đó, đó anh em thấy không, tay của Phạm Hiếu Trị đó đó ha. Và chở thẳng về dưới đó là mặt tiền là chiều dài là 72 m. Mặt tiền sông thì ở trên đây được 10 mét mấy nha anh chị em, và ở dưới thì được 14 mét mấy. Nói chung ra là cũng rất là đẹp luôn, một bên là 10 mét mấy 12 mét 13 mét gì đó. Trong sổ hồng thì công nhận là 800 m nha anh em cô chú đó. Thì một hồi Hiếu sẽ chụp màn hình lên cho các anh chị em cô chú thấy luôn. Đất này thì gò cao anh em, gò cao cứng chắc, sáng đất gió thổi vi vu nè anh em ơi. Nhà cửa thì đông dân, sông nước thì miên man đó. Và miếng đất này thì chủ nhân đang nhờ kênh YouTube của Phạm Hiếu bán cho các anh em đất này hai mặt tiền nha. Mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông, anh em cắt nhà hướng ra sông rất là mát. Và mặt tiền bên sau bên hông là đường xe ba gác và Honda đá xanh nha các anh chị em cô chú. Dây điện ngang văng ngang bên cặp bên đất. Thì miếng đất này là mặt tiền của nó có thể là Hiếu nhìn trong sổ là có 10 mét mấy mặt tiền sông Vàm Cỏ Đông. Mặt sau hình như là 12 mét mấy đó. Nói chung là tổng cộng là 800 mét đất vườn xây dựng tự do. Và đất này tại ấp 1 của xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thì hôm nay Hiếu ghi hình, Hiếu cũng chưa có coi cái sổ nữa nhưng mà thấy cái sổ đất rất là đẹp luôn. Sông rất là mát cho nên chủ nhân nhờ Phạm Hiếu ghi hình và chia sẻ chào bán cái sản phẩm này cho quý khách hàng, quý anh chị em, cô chú mình mua lập nhà vườn cũng như đầu tư nghỉ dưỡng. Giá rất là đẹp luôn. Cái giá này là 620 triệu thương lượng cho các anh em nhẹ và bao hết tất cả giấy tờ đóng thế ra sổ hồng chính chủ cho các anh chị em cô chú mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đất này thì đi vô được bằng xe Honda và ba gác chở vật tư xây dựng nha các anh em. Đất vườn được xây dựng tự do và thoải mái. Thì bên cạnh bên đây có cây trụ nè, mặt ở phía dưới. Đây cây trụ ở phía dưới này. Rồi, đi qua thẳng qua đây Hiếu chỉ cây trụ đó, Hiếu zoom màn hình cho anh em thấy không, cây trụ bê tông. Cây trụ bê tông. Đường này thì chủ nhân người ta bao cho mình là đổ đá xanh nha các anh chị em cô chú ha. Bao đổ đá xanh cho mình. Còn nếu mình cắt nhà vườn thì mình sẽ múc cái bờ này từ ở đây ha. Anh em sẽ múc cái chỗ cây trụ đây ha. Anh em đi thẳng đất là vuông chân ha, thẳng lên đó. Anh em múc cái bờ, anh em xây hàng rào rồi anh em cắt một cái nhà vườn ở trong đây rất là đẹp. Và còn lại ở đây là 7.000 mấy mét đất này của người ta chưa có bán, nên anh chị em cô chú muốn mua thêm thì đến gặp mua thêm. Còn đất đây thì đường xá thì anh em thấy không, đường xá này. Xem ra của các anh em cùng đi với Phạm Hiếu là chạy vô rất ngọt ngào vi vu. Rồi bây giờ Hiếu sẽ đi ra ngoài đầu đường cho các anh em ha. Miếng đất này là tổng cộng trong sổ là 800 mét đất vườn. Đất tại ấp 1 của xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đất cao gáo nha anh em, đất khô gò nha. Chứ không phải như video mà Hiếu quay là nước nôi là do người ta làm ruộng mới nông vô nên là nó có nước. Chứ đất này gò cao cứng chắc các em ha. Đối diện bên đây là nhà vườn thì bây giờ Hiếu sẽ mời các anh chị em cô chú mình
miếng đất này, cái sản phẩm này giá rất là rẻ luôn. Anh chị em cô chú mình mua lập nhà vườn ở, rất là mát mẻ trong lành, và nhà cửa ở đây thì xung quanh đầy đủ hết luôn. Bây giờ đi ra ngoài, Hiếu quay cho anh em cái đường từ ngoài chạy vô. Còn ở phía trước màn hình này là người ta bao đá xanh cho mình anh em, gãy đá xanh cho mình, vài hôm nữa là người ta sẽ gãy đá xanh lên cho mình thấy đầy đủ luôn. Và xe cộ mình chạy vô ba gác vật tư chở cá cái rất là tiện lợi, số tiền rất là vừa đủ với cái tầm nghỉ dưỡng của mình anh em, rất là mát mẻ luôn, rất là đẹp luôn. 800 mét mà có 620 triệu còn thương lượng, mà bao hết tất cả giấy tờ đóng thế cho mình luôn. Anh em thấy không, nhà vườn nè, cây trái miên cương. Bữa nay ngày lễ ngày nghỉ cho nên người ta, người dân ở nhà ta săn sóc vườn tược. Thì đây, đất này từ đây về thành phố Hồ Chí Minh mất khoảng 36 km nha anh em, 36-37 km thôi, hơn 1 giờ đồng hồ. Miếng đất rất là bự. Dạ, kiểm nghiệm đây. À, đó, anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên xe Honda ha, mình đi ra ngoài cho các anh chị em thấy. À, anh em thấy không, đó. Đây, cái đường nè, vài bữa người ta đổ đá xanh lên cho mình rất là đẹp luôn, chạy rất là mượt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe nha, mình sẽ đi ra ngoài cho các anh em. Rồi, cái sản phẩm này là rất là đẹp luôn á, Hiếu nhìn rất là thích luôn. Anh chị em cô chú mình cố gắng nắm giữ cái cơ hội này nha. À, miếng đất này là 800 mét vuông đất vườn, đường xe Honda và ba gác vào, cách đường nhựa tỉnh lộ 816 khoảng vô trong đất khoảng 750 mét, và bằng tất cả phương tiện Honda và ba gác vào anh em. Rồi xong thì điện đùng nước nôi các cái trong đất đầy đủ hết luôn anh em ơi. Và đất này sát bên chợ Bình Hòa Nam cũng như trường học, các cái rất là gần công ty xí nghiệp, gần với giáp ranh với Hoàng Cầu, và năng điện, năng lượng mặt trời, và rất là nhiều khu công nghiệp. Đó, anh em có cần thích cái sản phẩm này thì anh em gọi cho bên dịch vụ địa đất và phẩm yếu, anh chị em cô chú mình sẽ cùng đi xem với bên dịch vụ nhà đất của Phạm Hiếu. Nay cũng đang tiến hành cùng đi với khách hàng lên quay video này chia sẻ cho quý anh em. Cần cái sản phẩm này thì gọi cho Hiếu. Đất này thì giáp ranh với đường Đan anh em, giáp mí đường Đan, cách đường Đan thì khoảng chừng 600 mét thôi, và cách đường nhựa khoảng chừng đường Đan cách đường nhựa khoảng 100 mét. Dân cư thì đông đúc, hàng xóm thì thân thiện rồi. Giá này thì anh em nên đầu tư nha, sớm nha. Hàng này hàng rất là rẻ luôn á, đẹp. Rồi Hiếu xin chào các anh chị em chú, quay lại một lần nữa anh em thấy con đường không? Đó, Hiếu làm super quay video được chưa? Đó, quay ngược lại đó, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi, cái sản phẩm này thì anh em có cần thì gọi cho Hiếu là 0913 871833 nha. Hiếu xin chân thành cảm ơn các anh em đã lắng nghe sản phẩm bán đất vườn công an phẩm yếu. Xin chúc tất cả nhiều sự an lạc, phúc lành đến quý khách hàng mình luôn yêu quý, và nhớ đăng ký bấm like ủng hộ kênh phẩm yếu bán đất vườn nghe anh em. Đây, và Hiếu đi ra đầu đụng cái con đường ra rồi, và Hiếu sẽ đi ra đụng trường học cho các anh em thấy luôn, rất là đẹp luôn. Đó, đường Đan vào khu dân cư. Đây, anh em thấy không? Cột điện rất là to, nhà dân thì đông đúc. Sổ hồng thì chính chủ anh em, công chứng nhanh gọn, đất này xây dựng tự do. Thắng là hết hồn rồi. Đây, trường học anh em thấy không? Đó, đi ra từ đất là đã thấy trường học rồi đó. Rồi, đường đây đi, tới đây đi. Để đâu dữ vậy? Rồi, đây, mình sẽ xuống xe và mình sẽ chỉ cho anh em thấy được cái trọng tâm. Rồi, đang chờ thằng bé kia lại để chỉ đất. Đây, cái hướng này thì anh em đi lại đằng đó, chợ Bình Hòa Nam mất khoảng 200 mét anh em. Trường mầm non cũng như cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế, ủy ban dân, các cái đầy đủ luôn. Và sát với một bên là con đường nó 80K18, 818, 818B. Đó là về Bến Lức,
về quốc lộ 1A, về lại 6 tỉnh miền Tây và về là thành phố Hồ Chí Minh, về Đức Hòa trên con đường này. Và con đường này thì anh em mình đi thẳng về đây là anh em ra được 839 miền Đông, miền Tây và thị trấn Long Thành, cũng như là về Củ Chi, Tây Ninh, về Tho Mo, cái rất là tiện lợi luôn anh em. Đó thì cái sản phẩm này rất là đẹp. Bên đó thì cái trường mầm non, anh em thấy không, trường mầm non của người ta đang có, anh em thấy không, cái cột màu xanh xanh đỏ đỏ đó là trường rất là lớn. Trường mầm non nó khoảng gần một mẫu á, Hiếu thấy là một mẫu á, rất lớn lắm đó. Anh em thấy không, Hiếu zoom màn hình lại chợ Bình Hòa Nam ngay trong chiếc xe hơi đang đậu đó, đang chạy vừa xuống dốc đó, nó rất là đẹp luôn. Còn ở đây Hiếu quay lại đây anh em, là đây khu này là khu ấp 1 của ấp 2 của Bình Hòa Nam, quý ông nhân cái rất là tiện lợi và sung túc. Rồi Hiếu xin chào và cảm ơn các anh em đã xem video của Phạm Hiếu nghe. Thương Hiếu nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp Hiếu đi nè. Chào và hẹn gặp lại các anh em.